Trung tâm toán tư duy Edison xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em toán Olympic lớp 4 vòng 1 phần 3. Thì video này dành cho các bạn mà quan tâm đến kỳ thi toán Olympic cũng như là học các bài toán về phát triển tư duy thì các bạn sẽ xem. Còn những bạn khác mà không quan tâm thì thôi, chúng ta sẽ xem nội dung khác. Thì cũng giống như ở các cái phần trước thì cách thức chúng ta học như thế này. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp để các bạn tư duy, để các bạn làm bài, chứ thầy không giải bài thay cho các bạn. Tuy nhiên có những cái bài tập mà có độ khó cao cũng như là yêu cầu cái mức độ tư duy cao thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn giải, hướng dẫn cho các bạn các bước chi tiết để còn cái kỹ năng tính toán, các kỹ năng liên quan đến các phép tính cộng trừ nhân chia thì các bạn sẽ tự làm nha. Ok, chúng ta sẽ vào phần tiếp theo. Câu 21. Một số trừ đi 2.357 rồi cộng với 3.084 thì được 6.801. Số đó là. Thì với bài toán này thì đây là bài toán tính ngược từ cuối. Bạn nào mà đã xem video trước thì các bạn đã hiểu cái cách làm. Thì với bài toán này thì chúng ta sẽ làm như thế này này. Ok, với bài này chúng ta sẽ làm như sau này. Đây là bài toán tính ngược từ cuối. Cho nên là người ta mới yêu cầu rồi. Tìm cái số này. Tìm một cái số mà nó trừ đi 2.357 sau đó cộng với 3.084 thì được kết quả là 6.801. Vậy thì để làm bài toán này chúng ta cần vẽ cái sơ đồ tính ngược từ cuối như thế này. Thì sau đó chúng ta sẽ cần phải làm hai bước. Bước 1 là ta phải đi tìm cái số nào mà cộng với 3.084 để được 6.801. Thì ta chỉ cần làm phép tính là lấy 6.801 trừ đi 3.084. Nào các em tính cho thầy cho nó bằng bao nhiêu? 6.801 trừ đi 3.084. 11 trừ 4 bằng 7 này. Nhớ 1 lên 8 thêm 1 là 9. 10 trừ 9 bằng 1, viết 1. Nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7. 3.717, ở đây được số là 3.717. Đấy, xong lại bây giờ cái số ban đầu ấy, nó sẽ là số nào? Thì số ban đầu trừ đi 2.357 thì bằng 3.717. Vậy số ban đầu sẽ là lấy 3.717 cộng với 2.357 thì 3.717 cộng với 2.357. 7 cộng 7 14, viết 4. Nhớ 1 này. 5 cộng 1, 1 cộng 5 bằng 6 thì 1 là 7, viết 7. 3 cộng 7 10, viết 0, nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5 thì 1 bằng 6, vậy 6.074 bằng 6.074. Như vậy là chúng ta đã xong câu 21. Chúng ta sẽ sang câu 22. Hai số có tổng bằng 140. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì được tổng mới bằng 516. Hỏi số thứ hai là bao nhiêu? Đây là một bài toán tư duy cũng rất là hay. Vậy để làm bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các em hãy nhìn đến đây. Hai số có tổng bằng 140. Đây, phân tích nha, ta phân tích trước này. Phân tích là tổng của hai số là bằng 140. Thế bây giờ nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần. Gấp số thứ nhất lên 5 lần. Đó. Tiếp tục là gì nữa? Gấp số thứ hai. Lên 3 lần. Thì sao? Thì ta được tổng mới bằng 516. Đấy. Vậy bây giờ người ta yêu cầu là tìm số thứ hai. Vậy thì làm thế nào để tìm được số thứ hai? Thì chúng ta thấy này. Ở đây, nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần, gấp số thứ hai lên 3 lần thì được tổng mới bằng 516, đúng không? Thế bây giờ điều gì xảy ra nào? Bây giờ điều gì xảy ra nếu này ta gấp cả số thứ nhất
và số thứ hai lên 5 lần. Thì sao ạ? Thì ta sẽ được một cái thì tổng cũ ấy, tổng ban đầu ấy, nó sẽ gấp lên 5 lần. Và như thế nếu ta trừ đi cái tổng mới này là 516 thì nó sẽ được 2 lần của cái số thứ hai này. Nếu ta gấp cả số thứ nhất và số thứ hai lên 5 lần thì tổng sẽ gấp lên 5 lần. Nghĩa là 5 lần số thứ nhất và 5 lần số thứ hai có tổng là, hoặc là đấy, có tổng là ta sẽ lấy là 140 nhân 5. 140 nhân 5 thì bằng 700. Do đó ta sẽ suy ra được giá, suy ra 2 lần số thứ hai là 700 này trừ đi cái tổng của 5 lần số thứ nhất và 3 lần số thứ hai sẽ ra được 2 lần số thứ hai, đúng không? Ta được bằng 700 trừ đi 516 thì được kết quả là bao nhiêu? Ta sẽ có kết quả là 10 trừ 6 bằng 4 này. 700 trừ 516, 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhân 1 thì 2, 8 nhân 1, 184 bằng 184. Và cuối cùng số thứ hai là ta sẽ lấy 184 trừ đi chia cho 2. Lấy 184 chia cho 2 thì kết quả bao nhiêu? 18 chia cho 2 được 9 bằng 92. Đó, như vậy số thứ hai bằng 92 nha. Thầy nhắc lại, thầy hướng dẫn lại một lần nữa này. Nếu ta gấp cả số thứ nhất và số thứ hai lên 5 lần thì điều xảy ra thì cái tổng ban đầu á nó sẽ gấp lên 5 lần. Nghĩa là 5 lần số thứ nhất và 5 lần số thứ hai sẽ có tổng là đây. Lấy cái tổng ban đầu là 140 này, nhân 5 bằng 700. Suy ra 2 lần số thứ hai là, tại sao là 2 lần số thứ hai? Bởi vì 5 lần số thứ nhất và 5 lần số thứ hai thì nó sẽ hơn 5 lần số thứ nhất và 3 lần số thứ hai là cái tổng 516 này. Lấy 700 trừ 516 thì bằng 184, nó chính là ứng với 2 lần số thứ hai. Do đó số thứ hai sẽ là 184 chia 2 bằng 92. Ok, các bạn rõ rồi đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu 23. Doraemon có 35 bảo bối, cậu cho Nobita mượn 1/5 bảo bối đó. Doraemon còn lại bao nhiêu bảo bối? Đây là bài toán tìm một trong các phần bằng nhau của một số, đúng không? Bài này thì sẽ có làm như nào? Ta có bước 1. Các bạn sẽ đi tìm là 1/5. Ta viết tiết tạm như này. 1/5 số bảo bối. Bước 1 là tìm 1/5. 1/5 số bảo bối là ta lấy 35 chia cho 5 thì bằng 7. Bước 2, ta sẽ đi tìm là Doraemon còn lại số bảo bối là, ta chỉ việc lấy 35 trừ đi 7 thì bằng 28 bảo bối. Ok, như vậy là chúng ta đã xong câu 24. Chúng ta đã xong câu 23. Chúng ta sẽ chuyển sang số câu 24. Có 72 quả cam, bán đi 8 quả, số cam còn lại gấp số cam bán đi là bao nhiêu lần? Thì cái bài này là bài toán gấp một số lên, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Thì cách làm như sau. Đầu tiên chúng ta tìm xem cái số cam còn lại. Bước 1,
Chúng ta sẽ đi tìm số cam còn lại. Tìm số cam còn lại. Tức là sau khi bán đúng không? Sau khi bán. Ta lấy 72 trừ 8. Kết quả bao nhiêu đây? 72 trừ 8 bằng 64. Bây giờ bước 2 ta chỉ việc đi so sánh. So sánh 64 và 8 đúng không? Bước 2 thì ta nhìn thấy là 64 gấp 8 là 8 lần. Đó, so sánh. 64 gấp 8 là mấy lần? Ok, và câu trả lời của các em sẽ là 8 lần đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 25. 21 cộng với 12 rồi chia 3 được kết quả là. Ok, cái này thì các em cứ làm bình thường thôi. Lấy 21 cộng 12 được kết quả bao nhiêu chia cho 3. Xong nhé, phần này các em tự làm. Câu 25, chú Tễu có 15 viên bi bằng đơn đùng. Chú chia số chiếu chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Đấy, có 15 viên bi chia cho 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là, thì ta thực hiện phép chia thôi, 15 chia cho 2 thì bằng mấy? Bằng 7 và thừa 1 viên. Đúng rồi. Thế người ta hỏi là gì? Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là, người ta hỏi số bạn được chia thì là phải xem là mấy bạn được chia. Đấy, cả đây có phương án A là 8 bạn và còn thừa 1 viên thì sai rồi. Phương án C là 8 bạn sai rồi, chỉ còn B và D. B là 7 bạn và còn thừa 1 viên thì đúng là phép chia là như vậy. Nhưng người ta hỏi là kết quả số bạn được chia là, thì ta quan tâm đến mấy bạn thôi, chỉ có 7 bạn được chia. Phương án D, 7 bạn nha. Câu 27, tìm x xỉ viết 8462 chia cho x bằng 762. Ồ, bài toán này thì là bài toán tìm số trừ. Để lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Để tự làm nhé. Câu 28, chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Dàn hợp xướng lớp 4A có 5 bạn tham gia. Số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn tham gia dàn hợp xướng. Thế đây chúng ta thấy này, bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết là cái dàn hợp xướng này có 5 bạn nam tham gia, còn số bạn nữ thì gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi lớp 4A có tất cả bao nhiêu bạn. Thế này thì dễ thôi đúng không? Bước 1 ta đi làm gì? Tìm số bạn nữ bằng cách là lấy 5 x 3 bằng 15. Sau đó tìm tổng số bạn thì lấy 15 cộng với 5 ban đầu bằng 20, phương án B. Dễ nha. Tiếp theo, câu 29, điền số thích hợp vào chỗ chấm 19m và 4cm. Thì cái bài này thì ta sẽ điền được như thế nào? Trước tiên các bạn quan sát, tất cả đây đều có đơn vị là cm, từ đáp án đều là cm. Lúc này ta không quan tâm đến cái đơn vị nữa mà ta quan tâm đến số. Thì cách làm là này, chúng ta thấy là 19m 4cm thì khi mà đổi ra cm ta làm nào? Ta viết bằng 19m cộng với 4cm. Đây bằng 19m cộng 4cm. Thì 19m ta đổi ra cm, 1m bằng 100cm và 19m bằng 1900cm cộng 4cm. Đấy, kết quả thì các bạn biết rồi, đúng không? 1904, phương án D. Tiếp theo, câu 30, dùng 4 chữ số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số? Phương án A là 12 số, phương án B là 24 số, phương án C là 18 số và phương án D là 30 số. Đây là bài toán lập số. Thì với bài toán lập số này thì cái phương pháp giải như sau. Ta có này, ở đây có 4 số này, 1, 3, 5, 7, đúng không? Phải có 4 số này. Trong 4 số này nó không có số nào là bằng 0 cả. Hay nói cách khác là tất cả các số đều khác 0. Cho nên là các chữ số mà hàng trăm, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là như nhau. Do đó thì ta cách làm này, chúng ta sẽ làm như sau này. Để hướng dẫn nhé, hướng dẫn. Ta sẽ viết là có, ta sẽ chọn chữ số ở hàng nghìn trước, hàng lớn nhất đúng không? Có 4 cách chọn chữ số ở hàng nghìn. Nghĩa là hàng nghìn có thể chọn một trong 4 số này.
Đấy, người ta bảo là bốn chữ số nhưng nhớ là phải khác nhau nha. Đấy, tiếp theo này, ta sẽ tìm xem là có mấy cái chọn chữ số ở hàng trăm. Người ta nói vì hàng nghìn đã chọn rồi cho nên hàng trăm sẽ chỉ còn ba cách, có ba cách chọn chữ số ở hàng trăm. Tiếp theo ta sẽ tìm được là gì, có hai cái chọn chữ số ở hàng chục, bởi vì hàng trăm và hàng nghìn đã chọn hai số rồi, còn hai cái chọn đúng không, và cuối cùng là có một cái chọn chữ số ở hàng đơn vị. Như vậy ta sẽ có là gì, ta sẽ có là các số lập được là các số có bốn chữ số khác nhau lập được từ bốn chữ số lẻ 1, 3, 5, 7 là, thì ta chỉ việc lấy tích của bốn số này, 4 × 3 × 2 × 1 và kết quả là bằng 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 × 1 = 24, phải bằng 24 số. Đáp số là phương án B, 24 số nha. Đó, cách làm cái bài toán lập số thì các em cứ làm theo cái cách này thì nó sẽ làm được nha. Ok. Tiếp theo câu 31. Hôm nay là thứ năm, hỏi 101 ngày sau là thứ mấy trong tuần? À, với bài toán này thì đây là bài toán liên quan đến phép chia có dư. Chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó, hôm nay là thứ năm, hỏi 101 ngày sau là thứ mấy trong tuần? Thầy sẽ hướng dẫn bài này, hướng dẫn. Ở đây, các em thấy này, ta sẽ thực hiện phép chia 101 ngày, ta chia ra một tuần thì có mấy ngày? Một tuần có 7 ngày đúng không? Lấy 101 để chia cho 7, ta có 101 chia cho 7 kết quả bao nhiêu ạ? 10 chia cho 7 thì được 1, dư 3, 31 chia 7 thì được 4, 14 và 4728 và dư 3. Thế ta có là ta có 101 ngày thì chia cho 7 thì bằng 14 tuần và thừa ra 3 ngày. Vậy ta có này. Vậy 101 ngày thì nó sẽ gồm có 14 tuần và dư 3 ngày. Đấy. Ngày thứ 101, 101 chính là ngày thứ 3 của tuần thứ 15. Đó. Vậy ta đã kết luận được ngày thứ 101 là ngày bao nhiêu chưa? Do đó ngày thứ 101 là, ta đếm rồi. Hôm nay là thứ 5 này. Thì 101 là ngày thứ 3 đúng không? Thứ 5 là ngày thứ nhất, thứ 6 là ngày thứ 2, vậy thứ 7 là ngày thứ 3. Vậy ngày 101 là ngày thứ 7. Là thứ 7. Vậy phương án ở đây các em chọn là phương án C. Các em đã rõ bài này chưa? Ok, chúng ta chuyển sang bài 32. Câu 32 này. Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì hiểu là, ở bài toán này thì nó cũng dễ thôi. Cái cách làm như này này, ta phải xác định được là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là số nào. Hướng dẫn. Thì ta thấy là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là số nào? Thì số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là, thì nó sẽ đếm nó 9, 8, 7, 6. Bây giờ ta có là số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì ta nói là số nào? Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì đó là số nào? 2, 2, 2, 2. Đấy.
Bây giờ tôi đi tìm hiệu thôi. Tính 9876 trừ 2222 tức là 9876 trừ 2222. Thì các bạn tự làm phần này nhé. Phần này thì thầy không hướng dẫn. Tiếp theo câu 33. Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy 1, 4, 7, 10, 13? À, đây là một bài toán rất là hay. Bài toán này thì liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư. Thì để làm bài này ấy, thì cách thức như này này, chúng ta thấy này, các số này 1, 4, 7, 10, 13 có cái đặc điểm gì chung? Thì đặc điểm chung ở đây ấy, đó là cái thứ nhất, đó là dãy số cách đều 3 đơn vị. Và chúng ta thấy này, mỗi số hạng của dãy khi chia cho 3 nó đều dư 1. Đấy, 1 chia 3 dư 1, 4 chia 3 cũng dư 1, 7 chia 3 cũng dư 1, 10 chia 3 cũng được dư 1, 13 chia 3 cũng được dư 1. Yes. Và bây giờ ta chỉ việc là trong cái số này số nào không thuộc, nhớ nha, ta phải để ý rất quan trọng cái này này, không thuộc. Thế ta đây, 1000 chia cho 3, các em làm tính đi, nó dư 1 đúng không? À, 1, 2, 3, 4 là 1234 chia cho 3 cũng sẽ dư 1, 100 chia 3 dư 1. Thế còn đây là 2007 thì chia cho 3. Thế cái dấu hiệu chia cho 3 thì có thể là các em sẽ chưa được học vào thời điểm này, nhưng dấu hiệu chia cho 3 nó dễ như này này. Đó là trong mỗi một số ấy, thì tổng các chữ số mà chia hết cho 3 thì nó chia cho 3. Thế ngược lại mà tổng các chữ số mà nó không chia cho 3 thì nó cũng sẽ không chia cho 3. Ví dụ như đây, tổng này 1 cộng số 1000 thì ta có là tổng các chữ số là bằng 1, vậy chia 3 nó sẽ dư 1 nha. 1 2 3 4 tổng của 3 của 4 số này thì bằng 10, vậy 10 chia 3 cũng dư 1. Ở đây cũng thế. Như riêng ở đây, số phần A 2007 thì ta có 2 cộng 0 cộng 0 cộng 7 thì bằng 9, vậy 9 chia cho 3. Do đó phần A là đáp án. Ok. Câu 34. Trong hòm châu báu có 10 viên kim cương đỏ, 9 viên xanh, 11 viên vàng và 4 viên trắng. Hỏi không nhìn vào hòm, bác thủy thủ xin bác phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên kim cương để chắc chắn có 6 viên cùng màu. Thì đây là một dạng bài toán bốc bỉ. Vậy bài toán này thì thầy sẽ hướng dẫn cách giải như sau này. Hướng dẫn cách giải bài toán này thì ta sẽ có hai bước. Bước 1, ta sẽ xác định cái khả năng xấu nhất. Khả năng xấu nhất được hiểu là như này này, đó là nó không thể lấy được 6 viên bi cùng màu nha. Xấu nhất có thể xảy ra là gì? Đấy, cụ thể đây thì nó là gì? Nó không lấy được 6 viên cùng màu. Thế nếu mà không lấy được 6 viên cùng màu thì khả năng xấu nhất nó sẽ là gì? Đó, nó tương ứng với cái câu là chỉ lấy được nhiều nhất 5 viên cùng màu. Đó. Đó, chính là bước 1 nha. Vậy bước 2. Sau khi mà đã tìm được cái khả năng xấu nhất rồi thì ta sẽ chỉ việc gì? Chỉ việc lấy thêm một viên bất kỳ là sẽ thỏa mãn bài toán. Vậy thì bước 1 chúng ta làm như nào? Nào, ở đây ta sẽ nói là gì? Khả năng xấu nhất thì chỉ lấy được tối đa 5 viên bi cùng màu. Đấy, có hai cách nói nhé. Cách nói thứ nhất là khả năng xấu nhất là không lấy được bất kỳ 6 viên cùng màu nào. Đó. Hai cách nói nào cũng được, các bạn thích nói theo cách nào thì nói nha. Cách nói thứ nhất này, khả năng xấu nhất là không lấy được bất kỳ 6 viên cùng màu nào. Còn cái cách nói thứ hai là gì? Thôi thầy viết ra đây, không lấy được đấy. Trường hợp xấu nhất là không lấy được 6 viên cùng màu nào. Đó.
Thì ta chỉ lấy được tối đa là đây có 10 viên kim cương đỏ thì ta chỉ lấy được 5 viên đỏ thôi, 5 viên đỏ. Nha. Mấy viên xanh? 9 viên xanh thì ta chỉ lấy được 5 viên xanh thôi, 5 viên xanh. Mấy viên vàng cũng được 5 viên vàng. Và 4 viên trắng, đương nhiên lấy tất cả 4 viên trắng rồi, 4 viên trắng. Đó. Thì tổng số viên đây sẽ là bao nhiêu? Ta có 5 cộng 5 cộng 5 và cộng 4, kết quả bằng 19 viên. Đấy, bước thứ hai là để chắc chắn lấy được 6 viên cùng màu thì ta chỉ việc lấy thêm một viên còn lại trong nhóm, là xong đúng không nào? Đấy. Ta có là gì? Để chắc chắn lấy được 6 viên cùng màu thì cần bốc thêm một viên bi nữa. Chấm. Số bi cần lấy khi đó là ta lấy 19 này. 19 viên đúng không? Cộng 1 bằng 20 viên. Thấy không? Vậy kết quả đây là bằng 20 viên. Phương án D. Tiếp theo, câu 35. Buổi sáng ông ngoại ra công viên tập thể dục. Ông đi bộ trong 6 phút thì được 480 m. Hỏi trong 9 phút ông đi được bao nhiêu mét đường? Thầy đành đọc lại. Buổi sáng câu 35. Buổi sáng ông ngoại ra công viên tập thể dục. Ông đi bộ trong 6 phút được 480 m. Hỏi trong 9 phút ông đi được bao nhiêu mét đường? Quãng đường đi trong mỗi phút đều như nhau. Thì cách làm như này này. Đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Để thầy hướng dẫn này. Hướng dẫn các bạn nhé. Cụ thể ở đây ta phải viết cái tóm tắt, ta có là 6 phút thì đi được 480 m. Và yêu cầu là 9 phút. Để cho này sang tab bên này cho dễ nhìn. 9 phút thì đi được bao nhiêu mét đúng không? Vậy thì để làm được bài này ta chỉ cần đi tìm đi làm hai bước này. Bước thứ nhất là đi tìm 1 phút thì đi được bao nhiêu. Thì lấy 480 chia cho 6. 6 nhân 8 bằng 48, 7 48 chia cho 6 thì bằng 80, 80. 80 rồi nhân với 9 phút bằng 720. 720 m phương án này. Đấy, phần này dễ nhé. Câu 36. Lớp 4A, lớp 4A. Câu 36 này, lớp 4A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 4A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 4B có 6 hàng như thế, hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh. Với bài toán này á thì chúng ta thấy là người ta ở lớp 4A thì có 28 học sinh thì xếp đều thì được 7 hàng. Thế còn lớp 4B chỉ được 4 hàng, được 6 hàng như thế thôi. Vậy thì ta sẽ thấy là 28 mà chia cho 7 thì được 4, có nghĩa là 4 học sinh một hàng. Mà lớp 4B có 6 hàng như thế thì các em tính được bao nhiêu học sinh nhé? Yes. Ok, phần này dễ rồi nhá. Câu 37. Có bao nhiêu số có hai số mà không có chữ số 5? Wow, câu này rất hay đấy. Vậy làm thế nào để làm được câu này? Có bao nhiêu số có hai chữ số mà không có chữ số 5? Bài này hướng dẫn này. Thì bài này nó có nhiều cái cách để các em làm. Thế cái cách đơn giản nhất đấy nha. Thì chúng ta sẽ làm theo ta phân tích như này này. Đầu tiên là ta có là bước 1 này. Ta làm các bước sau này. Bước 1 thì ta thấy là có bao nhiêu số có hai chữ số, ta đi tìm xem có bao nhiêu số có hai chữ số. Sẽ có 90 số có hai chữ số. Nha. Bước 2. Bây giờ tìm cái số mà không có chữ số 5 ấy thì nó nhiều đúng không? Vậy ta sẽ đi tìm các số có hai số có chữ số 5, là tìm các số có hai chữ số có ít nhất một số 5.
một chữ số 5. Đó. Thế thì cái này thì tùy các bạn, cách dễ thì các bạn liệt kê ra. Ta có là bắt đầu từ 15 này, 25 này, 35 này, 45 này. À, sau đó thì 55 này, 65 này, 75 này, 85 này, 95. Tiếp tục, bây giờ ta kể từ 50, có 50 này, 51 này, 52 này, 53 này, 54 này, 55 kể ở trên rồi, vậy ta có 56 này, 57 này, 58 này, 59. Như vậy ta có bao nhiêu số tất cả? 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, vậy ta có 18 số đúng không nào? Đây là ta có kết quả, đây là có 18 số, có ít nhất một chữ số 5. Tiếp tục bước 3. Bước 3 ta sẽ tìm là có các số có hai chữ số mà không có chữ số 5 là, thì ta sẽ chỉ việc lấy là 90 trừ đi 18 và kết quả bằng 72, đơn vị là số. Đấy, nó rất đơn giản như vậy thôi. Và với chữ số 5, với câu hỏi và với chữ số 5 hay là có bao nhiêu số, có hai số mà không có chữ số khác, có thể là số 4 hay số 3, thì cách làm các bạn cũng làm như vậy. Thì có thể là sẽ có những cách làm khác. Tuy nhiên thì ở đây thầy muốn hướng dẫn các em cái cách mà nó đơn giản nhất, bạn nào cũng cần phải, cũng có thể làm được. Bước 1 dễ chưa? Có 90 số, có 2 số đúng không? Bước 2 liệt kê ra, tìm các số mà có ít nhất một chữ số 5, thì ta liệt kê lần lượt thì được 18 số. Cuối cùng bước 3 là tìm các cái số mà không có chữ số 5 bằng cách lấy tổng số là 90 này trừ đi 18 bằng 72. Đấy, phần này dễ rồi. Còn 3 bài nữa chúng ta làm đốt. Câu 38, cho A bằng A 1566 cộng B 1700 cộng 4370D, và B là số A 1300CMD cộng 4567. Việc so sánh A và B, thì khi so sánh người ta có các trạng thái này, A thì bé hơn B, A bằng B, A thì bằng B cộng 1. Thì cái này phần C có nghĩa là A lớn hơn B đấy. Còn phần D thì là nói chung là A lớn hơn B. Vậy thì ta sẽ làm thế nào? Phần này thầy hướng dẫn rồi. Ta có là ta có cái phần tách số nha. Thì A1566 thì nó được viết là bằng ở đây bên này có 4370D. Thì cái phần A này nó được viết là bằng số A, nó sẽ được viết bằng này, hướng dẫn. Bây giờ ta có là A nó sẽ bằng gì? Nó chính bằng là A B C D, tức là bằng A 1300 CMD. Cho một cái kẻ bên trên này. Ok, sau đó ta cộng với gì? Ta cộng với, ở đây là cũng 4000, có 500 này, có 70 và có 6 đơn vị, cộng 4576. Thì ở bên này B là bằng A B C D cộng với 4567, vậy thì phương án này A lớn hơn, chọn phương án D. Vậy là xong nhé. Câu 39. Chúng ta xếp các số tự nhiên vào các nhóm như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số đầu tiên của nhóm thứ 10 là số nào? Wow. Cái bài này thì thế này, nó cũng hơi tư duy một chút, nhưng mà cái hiểu cách làm như này này. Ở đây ấy, nó tính là các cái nhóm. Thì cái nhóm đầu tiên là số 1, nhóm thứ 2 là 2, 3, nhóm thứ 3 là 4, 5, 6, nhóm thứ 4 là 7, 8, 9, 10. Thế thì ta thấy này, cái là ta phân tích này, hướng dẫn đấy nha, hướng dẫn
ta có phân tích này. Cái này nó sẽ hơi tư duy một chút nhưng mà thầy sẽ phải hướng dẫn chi tiết hơn. Ta có nhóm 1. Thì ta thấy số tận cùng là số nào? Tận cùng là số 1 nhé. Số tận cùng. Hay số sau cùng đi. Số sau cùng của nhóm là 1, đúng không? Thế có nhóm 2. Thì ta cũng có số sau cùng của nhóm là số nào? Đây, nhóm 2 là có 2 và 3, đúng không? Thì là số 3. Tiếp theo nhóm 3 thì số sau cùng của nhóm sẽ là số đây 4, 5, 6 thì sẽ là số 6. Thì nhóm 4 thì ta có số sau cùng của nhóm là số 10. Đó, nha. Vậy bây giờ chúng ta để ý này, ta nhìn vào đây thì cái số đầu tiên của nhóm thứ hai sẽ nó sẽ là nối tiếp hay là liền kề của cái số cuối cùng của nhóm trước đó. Đây 4 thì nó là số liền sau của 3, 7 là số liền sau của 1, của 6, tương tự như vậy, vân vân. Thế bây giờ số đầu tiên của nhóm thứ 100 thì nó sẽ liền kề hay là liền sau số cuối cùng của nhóm 99, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy như này này. Ở đây cụ thể nhóm 1 thì nó sẽ có 1 này, 1 nó sẽ bằng 0 cộng 1. Rồi, nhóm 1. Rồi, nhóm 1 thì bằng 0 cộng 1. Nhóm 2 thì nó sẽ bằng 1 cộng 2. Được chưa? Thì nhóm 3 thì số sau cùng nó là 6 sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3. Bây giờ nhóm thứ 4 thì nó sẽ bằng gì? 1 cộng 2 cộng 3 và cộng 4. Do đó ta thấy này, nhóm thứ 99, nhóm 99 thì số sau cùng là bao nhiêu? Thì số sau cùng của nhóm 99 là, thì ta chỉ việc lấy đây, nhóm 4 thì cộng với 4 đúng không? Nhóm 3 thì cộng với 3 đúng không? Nhóm 2 thì cộng với 2 đúng không? Nhóm 99 ta chỉ việc lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng vân vân, cộng đến 99 là xong đi. Thế bây giờ nhóm 99 thì chính là cái số sau cùng của nó là tổng của 99 số tự nhiên này. Thế ta tính thôi. Đấy, bây giờ ta phải đi tìm tổng 99 số tự nhiên này nhé. Thì tính tổng ấy thì nó sẽ bằng này. Đầu tiên chúng ta thấy là đây từ 1 đến 99 thì có 99 số, đúng không? Chỗ này có 99 số. Và ta sẽ làm này này, tổng nhé, nó sẽ bằng mở ngoặc là số 1 cộng 99 lấy số đầu cộng số cuối nhân số lượng số hạng và chia cho 2. Đây là tính tổng của dãy số cách đều. Thì cái phần này các bạn chưa được học thì các bạn sẽ cần phải xem lại video trước, thầy cũng có dạy một cái video về dãy số cách đều ấy nhé. Thì ta sẽ tính là bằng bao nhiêu? 1 cộng 99 thì bằng 100. 100 chia 2 bằng 50. Vậy 99 nhân 50 nhân 50 thì ta có là 95, 45 viết 5 nhớ 4. 9 nhân 5, 45 thêm 4 là 49, bằng 4950, bằng 4950. Vậy số liền sau của số 9950 sẽ chính là số đầu tiên của nhóm thứ 100. Vậy số đầu tiên của nhóm thứ 100 sẽ là số liền sau của số 4950. Do đó nó là số 4951. Ok. Các bạn thấy bài này tư duy hay không? Đấy nhá, thế thì để là cái này này cho các bạn dễ nhìn. Ok, đấy là câu 39.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu cuối cùng, câu 40. Chú chuột Reddy có một miếng format, dây cho bạn 1/3 số format, cậu ta ăn 3 miếng thì còn lại đúng 3 miếng. Hỏi lúc đầu Reddy có bao nhiêu miếng format? Thì bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Rồi, thầy vẽ các màu cho nó dễ nhìn nha. Thì ở đây ta có chuột Reddy có một số miếng format, cho bạn 1/3, đây là 1/3 phần màu đen này. Tiếp theo là cậu ta ăn 3 miếng, còn lại thì còn đúng 3 miếng, thế có nghĩa là gì? Ở đây là 3 miếng. 3 miếng, phần màu đỏ là ăn nhé. Đấy, phần màu xanh này là 3 miếng còn lại. Như vậy ta thấy là đây này, 3 miếng, 3 miếng, và cái 1/3 này nó cũng bằng một phần này. Như vậy là ta có là tổng số sẽ là 9 miếng. Được chưa? Có cần thầy nói lại phần nào không? Thầy nói lại nhé. Cái này là cho đi này. Cho nhé. Cho 1/3. Thầy viết là viết này. Cho 1/3. Thế sau đó chú ăn 3 miếng. Chú ăn 3 miếng. Thì còn lại 3 miếng. Hay nơi khác là đây. Đấy, cho 1/3 này. Còn lại là 2/3 như thế. Thì ăn hết 3 miếng. Thế còn lại 3 miếng đây. Thì vậy ta thấy là tổng số sẽ là 1/3 là 3 miếng, vậy cả 3 phần đấy là 9 miếng nha. Chọn phương án A, 9 miếng. Ok. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn toán Philippic lớp 4 và 1/3. Thì cái phiếu bài tập thì thầy đã để sẵn ở phần mô tả của video, các bạn có thể tải về để làm. Các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để khi thầy Thành đăng các video mới thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video. Và còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em.